Là người chuẩn bị các bữa ăn hàng ngày cho gia đình, chị Nguyễn Thị Hương ở Hà Nội thường dành ra khoảng thời gian nhất định vào buổi sáng để lựa chọn được các thực phẩm tươi và sạch nhất. Đặt niềm tin vào những cửa hàng bán thực phẩm uy tín, những cơ sở quen biết, nhưng chị vẫn luôn nghi ngại về những sản phẩm mình mua về. Và cách cuối cùng để củng cố niềm tin là chị thử sản phẩm đã mua bằng một chiếc máy đo dư lượng thừa nitrat trong thực phẩm mua trên thị trường. Hiện tại trên thị trường là có rất nhiều hoa quả độc hại nên là khi tôi mua cái máy này về thì tôi cũng không biết thế nào. Nên là cứ dùng hiệu quả như nào thì tôi cũng chưa biết được. Đây cũng là băn khoăn của nhiều bà nội trợ hiện nay vì lo ngại dư lượng hóa chất tồn dư trong các loại thực phẩm. Nhiều gia đình đã tìm mua máy đo dư lượng trong thực phẩm. Còn sự chuẩn xác đến đâu thì không ai biết. Hoa quả thì rất là nhiều, cái thông tin nó không được đảm bảo. Thế mà gia đình tôi thì cái hoa quả thì mọi người lại có nhu cầu rất là lớn. Thế nên là buộc lòng là tôi cũng vẫn cứ phải sử dụng. Thế tuy nhiên là để mà chấn an được tinh thần thì tôi cũng có tìm hiểu và mua một cái máy thử cái độc tố ở trong hoa quả về. Thế hiệu quả đến đâu thì chưa biết. Mỗi một cái test nhanh thì nó chỉ có khả năng kiểm tra, kiểm nghiệm một cái chỉ tiêu nhất định. Tôi nói ví dụ như là trong rau quả chúng ta có thể kiểm tra nitrat. Nitrat cũng là một cái chỉ tiêu cần để giám sát cái tính an toàn đối với sức khỏe. Tuy nhiên thì bên cạnh nitrat chúng ta còn rất nhiều các cái chỉ tiêu khác mà cần phải kiểm soát. Ví dụ như là kim loại nặng hay là dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Thì hiện nay là một cái bộ test nhanh kiểm tra nitrat thì cũng chưa có thể khẳng định được tất cả các cái chỉ tiêu để đảm bảo tính an toàn tổng thể cho một sản phẩm. Niềm tin của người dân vào chất lượng các sản phẩm đang bị bào mòn khi mà vấn đề an toàn thực phẩm không thực sự được kiểm soát một cách chặt chẽ. Bởi thế, chiếc máy đo hóa chất trong thực phẩm này chỉ có tác dụng giải quyết về mặt tâm lý. Còn để lấy lại niềm tin của người tiêu dùng thì chỉ có thể trông chờ vào các cơ quan chức năng cũng như chính những người sản xuất, kinh doanh. Và để lại trong lòng người dân nơi đây bao cảm xúc bâng khuâng, khó tả.